Hi, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với game Tít Quanh Biết. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay những video tiếp theo về tựa game này cho tất cả anh em và mọi người xem ha. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ ăn một trái ác quỷ hoàn toàn rất là ngon lành cành đào anh em à. Đó chính là trái kim cương. Một trái ác quỷ mà có thể vừa thủ mà vừa tăng đam ngẫu nhiên cho mình ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu qua bên đây quỷ trái quỷ, sau đó mình cán giọng cái trái quỷ này vào anh em à. Trái quỷ này thì mình vẫn chưa làm video trên channel cho tất cả anh em và mọi người xem, nên là video ngày hôm nay sẽ không thể nào mà thiếu được rồi anh em. Tại vì cái ước mơ trên channel của mình đó là sẽ test hết trái quỷ trong Tít Quanh Biết cho tất cả anh em và mọi người xem. Nếu mà anh em nào mà đã ăn, đã biết công dụng, đã biết quy lực của nó rồi đó, thì những cái clip đó dành cho những anh em nào chưa ăn được trái quỷ đó, anh em có thể xem clip mình để suy nghĩ xem là có nên ăn trái quỷ đó hay không. Thì thật sự đối với trái quỷ kim cương này đó thì ăn vào chỉ có một chiêu thức duy nhất thôi anh em à. Đó chính là gồng mình lên cho chúng đánh. Nhưng mà với cái chiêu thức đó đó thì 1-2 điểm vẫn không thể nào nói lên được gì. Nhưng mà khi anh em đã 200-300 điểm ác quỷ đi rồi, anh em sẽ thấy cái quy lực khủng khiếp của nó. Nó sẽ kháng đi cái trái Magu luôn anh em à. Magu với trái Mira Mira chả là gì với nó cả. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái số tiền còn bao nhiêu đây. Trời ơi, mình tưởng đâu còn 5-8 triệu anh em. 58 triệu là mình quay phenolphthalein lắm luôn á. Nào ngờ số 58 triệu ước ao của mình nó xuống còn 589.000 anh em à. Thôi kệ, bao nhiêu tiền thì bao nhiêu, bây giờ 5 tỷ cũng được nữa. Mình bây giờ là mình làm video test trái quỷ chứ đâu phải là quay trái quỷ tặng anh em đâu. Mấy nay thì mình cũng ít làm những video về quay trái quỷ để tặng fan ha. Rồi bây giờ thì mình bỏ đi năng lực trái quỷ của mình đi. Rồi ok, về một điểm. Về một điểm mình mới dám ăn anh em à. Chứ nó mà còn 3 điểm đó, mình cán giọng vô là té bật ngửa là chết mất trái kim cương mình khổ lắm. Rồi, vậy là coi như là cán đã giọng xong rồi hả anh em. Bây giờ thì có cách là thoát. Thế là mình đã lết xác trường mề qua được đảo Luffy Rẫm Mu rồi. Và nhân vật giúp mình test trái quỷ kim cương này không ai khác, đó chính là Luffy Rẫm Mu của chúng ta. Thì mình cũng đã nhận nhiệm vụ sẵn rồi ha. Bây giờ thì mình lại mình đá Luffy dài đá rồi anh em à. Ủa sao nó không chết ta? Này sao mà lì như trâu bò à hả? Chết chưa mà, chết chưa hả? Nó nhận thêm cái vụ nữa đi anh em, cho cái điểm mà ác quỷ mình cao cao lên một tí ha. Bật haki lên trời ơi. Nó tưởng đâu anh chỉ có haki vũ trang, phải bật haki quan sát là quýnh cho le lử nè. Ở đó là chống cự đã rống không chống. Rồi bao nhiêu điểm rồi? Trời ơi, mới đây 35 điểm, nhanh dữ anh em. Ghê thiệt chứ. Mình farm chừng thêm 4-5 con nữa coi anh em. Sau đó mình qua đảo khác mình thử cho anh em xem ha. Mày quýnh hè, mày kéo tay dài tay thì mày ngon hè nè. Xuống đây kiếm ăn. Ủa sao bay lơ lửng trời. Ừ xuống đây là đá liền. Quất cho dài đá, đá cho dài đấm liền. Nó phải dậy nó mới ứng anh em. Mày hả mày. Rồi, 50 điểm đi anh em. Chưa được 50 hả? Ủa, mình bật cái trái kim cương lên chưa ta? À, đây rồi anh em. Nhận nữa. Quất chừng 5 con thôi anh em, mà 5 con thôi. 43 điểm rồi ha. Mình chơi 5 con thôi ha. Không chơi nhiều. 5 con là mình cảm thấy là nó sương lắm rồi. Chừng 50 điểm thôi là test phenolphthalein rồi. Đó. Đủ chưa? 49 điểm à. Đã quy lực của mình là phải đập 5 của Luffy để bắt đầu đi qua cái đảo khác để thử trái quỷ này. Ủa mình đá trúng bạn kia à. Xuống đây coi. Phi Rẫm Mu mày làm gì bay hết trận. Chui dưới lòng đất trốn luôn rồi anh em. Lên đây đi chứ. Mày hả con. Đó rồi ok rồi đó anh em. Ngon rồi đấy. 55 điểm luôn rồi, dư rồi. Dư xăng rồi. Rồi tắt haki rồi đi các kiểu cho Phi Rẫm Mu quất mình coi. Quýnh ơi, quýnh nó coi. Ngon. Với hiện tại là cái điểm defense của mình cao quá anh em à. Có thể là thằng Phi Rẫm Mu nó đánh mình chết không nổi. Với mình có cái sự phòng thủ trái này nữa. Sử dụng cái gì dữ dội lên coi, đục li lịa coi chứ dày sao chết. Cái này mà chừng 200 điểm là thiệt, nó quýnh lâu chết thiệt đó anh em. Mà mình đá nó dài đá thôi á. Chứ anh em lấy kiếm anh em chém nè. Tại vì cái trái quỷ này nó có đam ngẫu nhiên. Đó tại sao mà những bạn này lại xài trái quỷ này là vậy đó anh em. Vừa đam ngẫu nhiên mà vừa quýnh mạnh nữa.
Anh em chém vậy cũng mạnh, cũng mạnh khiếp vía quỷ thần luôn á. Đừng có giỡn với trái quỷ này. Đâu xuống đây coi Phi. Làm gì cứ bay bay trên trần nóng trên không vậy? Không xuống đây sao mình té thôi, ghét quá rồi. Đi đảo khác anh em à. Đi đảo khác bật rồi. Sôi máu, sôi bọt, sôi gan mình lên rồi. Đây bắt đầu đi qua cái đảo nào ta? Đi qua đảo núp hay đảo hững quay ta? Té trái quỷ thì chỉ có bao nhiêu đó đảo nó giúp mình thôi anh em à. Chưa ra đảo Alon. Nên là mình chỉ có thể là đi du ngoạn Nam Châu bốn bể, bốn cái hòn đảo đó. Một là đảo Luffy, còn hai là đảo Hửng Quai, ba là đảo Núp, bốn là đảo Bết Ghi, và năm là đảo Tân Thủ. Mà mình nghĩ Tân Thủ thì qua bển cũng không cần thiết đâu anh em à. Mấy con cấp 5 hay rắn bứa mình đứng yên cho chém tới sáng luôn, biến chém chết hay không nữa. Nên là mình nghĩ là bây giờ là qua Hửng Quai trước đi ha. Hoặc là mình lạng qua Bích Ghi đi, sau đó mình lũi qua Hửng Quai rồi mình về Núp. Sau một cái thời gian lên đên trên biển cả từ đảo Luffy rỗm mu thì mình đã lết xác trường mề qua được đảo Bích Ghi rồi ha. Thì hiện tại đây là mấy thằng đệ Bích Ghi nè anh em, nó quýnh mình như ăn cơm bữa vậy anh em. Nó quýnh làm như không có sức hay sao á. Bình thường mình đứng không như vậy mà nó quýnh không si nhê rồi. Nó quýnh chỉ giật máu được xíu thôi. Bây giờ mình bật kim cương ra cho tụi nó quýnh tới sáng luôn nè anh em. Nó quýnh đi tự nhiên. Ồ bộ tụi bay quýnh, tụi bay chưa ăn cơm hả? Tụi bay quýnh mạnh lên tí coi. Cần bạo lực lên tí chứ quýnh dày ra chừng nào mới chết. Nói thiệt tụi bay quýnh tới ngày này năm sau tao cũng chưa chết nữa. Thôi nha bạn này ra nha, bạn này ra khỏi cuộc chiến này nha. Bạn này hiện tại là cũng ăn trái kim cương giống mình anh em à. Và mình nghĩ là bạn này đã full điểm ác quỷ rồi anh em. Nên là bạn này chừng đá mình dài đá tọt dài tọt là coi như mình re-die anh em à. Mình hiện tại là một cái con sên, một con nhộng mà đang bò giữa chốn đông người. Chỉ cần bị ai dẫm bẹp một cái là coi như lên đường ngay anh em. Rồi hiện tại là đảo Bích Ghi thì mình nghĩ là anh em nào mà có trái này mà qua farm Luffy chừng 100 điểm đi. 100 điểm là anh em qua đây farm khỏe ru. Anh em khỏi cần defend gì hết á. Qua đây là anh em farm phenolphthalein luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến bước đảo Hửng Quai ha. Còn đối với cái đảo Bích Ghi này, mấy đệ Bích Ghi này thua. Không đủ tuổi anh em à. Trình quá yếu. Rồi bây giờ thì qua bên đảo Hửng Quai đi anh em. Ve thiền ra coi làm gì mà mắc cạn hay ứng nè. Về ra rồi ok. Tiến bước đảo Hửng Quai nè anh em. Bây giờ là chúng ta không thể nào mà ở bên đây mà xem mấy thằng đệ của Bết Ghi nó làm trò hề đó anh em à. Đúng là làm trò hề thiệt. Đúng là chủ nào tớ nấy mà. Chủ đã hề rồi, cuối cùng mấy thằng đệ còn hề hơn nữa. Thua. Nên là bây giờ thì cứ tiến thẳng bước qua bên Hửng Quai đi anh em. Xem là mấy thằng Hửng Quai nó đấm đá như thế nào. Xem là nó có ok cô hay không anh em. Hay là cũng giống như mấy thằng đệ Bích Ghi bển chưa ăn cơm. Mong là mấy thằng này chịu khó ăn cơm tí anh em à. Mình thấy là thằng Luffy rỗm mu á là anh chịu ăn cơm rồi đó. Còn riêng mấy thằng Bích Ghi này nè, yếu quá. Làm như là đi theo hề Bích Ghi á, ngày ăn được có một bữa hay sao á. Ăn chưa no lo chưa tới hay sao á. Mà quýnh đấm đá gì như rùi như mũi vậy. Đập không si nhê gì hết. Kim cương mà đáng lẽ là cũng phải quýnh rớt kim cương ra hay gì. Thật sự mình nghĩ là người trên cái cuộc đời này, trên cái thế gian này, trên toàn thế giới, ai mà không mê kim cương anh em. Hiện tại là mình đang kim cương toàn thân, mà mình đút sát qua bên cái đảo Bết Ghi mà chả có thanh niên nào gỡ được một miếng kim cương, một cái lớp dãy kim cương mỏng ở trên người mình đó anh em. Phải nói là khổ nổi luôn đó. Gặp Nami của băng mũ rơm hả? Cái dạng này mà vô tay của cô ta là chỉ có nước chết thôi anh em à. Cô ta phải nói là gỡ coi như là gỡ cạn trào luôn. Không còn một cái viên kim cương nào mà đính trên ngừ luôn á. Mình đảm bảo 100% luôn. Nhưng mà mình đã dâng tận tay, mình lai tận chỗ cho mấy thanh niên ở bên đảo Bết Ghi gỡ rồi. Mà gỡ không ra anh em à. Bây giờ thì mình nghĩ ra một cách là qua bên đảo Hửng Quai để cho những thanh niên cô cậu bên đây lễ kim cương này anh em. Sử dụng kiếm luôn, chấp chơi kiếm luôn, xem coi là những thanh niên này có đủ trình độ gỡ được một cái viên kim cương Botara nào trên người mình hay không ha. Rồi bây giờ mình tiến thẳng bên đây xem nào. Đó, cho sử dụng súng, cho sử dụng kiếm thoải mái con gà mái. Đó, muốn lễ sao muốn gỡ sao gỡ nè, rồi đứng yên cho gỡ nè. Ừ gỡ đi. Ừ mấy này nó có sức chiến đấu này, nó gỡ được nè. Gỡ coi. Trời ơi, đừng có để máu hồi, phải gỡ ra. Đúng rồi, phải lột kim cương ra. Lột cái lớp mặt nạ ra. Thiệt chứ. Mấy thằng này chém kiếm bộ chưa ăn cơm hả ta. Mới nói bên Bích Ghi qua đây cũng chém y chang vậy anh em. À bên đây là tụi này nó ăn cơm ngày hai bữa anh em à.
nên là nó chém quy lực mạnh mẽ hơn. Ở đây nè, chết nè, chết nè, lượm đi, kiếm của mắt diều hâu. Trời ơi, 144 Billy, ý nghĩa thiệt chứ. Con này bắn dữ dội vô, bắn súng bằng đích mà phải giữ vô chứ. Ừ, nã nã nó. Ủa, mà nó bắn về nó bắn sao ta? Mình nói là chỉ có một đường duy nhất là đường đích nó bắn được thôi anh em, mà không còn đường nào nó bắn được hết. Ở nè, ngon rồi nè, mấy này là coi như là lễ kim cương được rồi anh em. Mình này là mình lên chừng khoảng đâu 100 điểm, 100 điểm, 100 rưỡi mình qua đây mình cho anh lễ. Lễ tới sáng mai luôn. Nó lễ đi, tha hồ mà lễ. Lễ dữ dội dằn dện vô. Mấy thằng này nó ăn cơm thiệt anh em. Nó chém mình hiện tại là hơn nửa cái máu rồi ha. Ngon chưa? Mình gần chết rồi. Ghê vậy. Giờ mình còn khoảng đâu 1 phần 3 anh em, 1 phần 3, 1 phần 4 gì à. Thôi kệ đi, muốn làm gì làm, chém đi. Thiệt mấy này chém nghe buồn ngủ quá nè. Con đá dài đá cho coi này nó. Gì kỳ vậy? Gì mới dậm dậm ngàn rưỡi máu là sao? À, còn lại 661 rồi anh em. Điểm chuẩn của mình là 661 ha. Còn đá mà nhảy đam ngẫu nhiên thì anh em thấy lên ngàn mấy, 2.000 đó là nhảy đam ngẫu nhiên. 661. Hiện tại bây giờ vẫn chưa có thể nhảy đam ngẫu nhiên ngon lành được anh em à. Chừng nào mà mình lên full điểm á, nhảy đam ngẫu nhiên ngon lắm anh em. Rồi bây giờ mình từ bỏ đảo Hửng Quai đi anh em à. Qua một cái đảo khác đi ha. Bây giờ mình sẽ cập đảo nào ta? À, đảo Núp đi anh em. Qua Núp chơi đi. Trái kim cương này sao không còn một cái chiêu gì mới mẻ hết vậy? Đáng lẽ phải có chiêu C, chiêu V gì chứ. Nhưng mà anh em đừng có giỡn. Một chiêu của nó là bằng ba chiêu của người ta đấy. Chả chơi đâu. Nó chỉ có một chiêu gồng mình kim cương vậy thôi anh em à. Nhưng mà không phải là dạng bèo dạng bắp đâu. Rồi bây giờ lên thuyền tiếp tục lái đi qua đảo Núp nữa anh em. Đi qua Núp nào, qua Núp nào, qua Núp, sau đó mình up video ha. Chứ cái trái này phải full điểm test mới phê anh em. Chứ hiện tại là nó có 50 điểm mà test không có phê. Gì đây bạn, bạn này tính gì đây? Bự cờ u. Ô bự cua. Bỏ 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 đi, khó quá anh em, khó quá. Cái từ của bạn này để mình suy nghĩ coi, ghép cái từ của bạn này ra một cái nghĩa nào đó khác khác một tí. Bú cờ. Bỏ 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 luôn, bỏ luôn, nó ra luôn một cái nghĩa khác, cái nghĩa điên nữa rồi anh em à. Cái bạn này bù cờ u không được luôn, nó ra một cái nghĩa cũng dạng mà nó đen đen như vậy. Bây giờ á, cái từ cờ u của bạn này á, không thể nào mà ghép chung với từ nào được, nó khó lắm anh em à. Ngoại trừ mà ghép chung với cái từ thằng hay là cái từ nào á, nó ra một cái nghĩa nó lệch lệch thôi anh em à. Chứ mà bây giờ mà cái từ mà bự cũng chết này ha, mà từ bú cũng chết này ha, từ bù cũng chết này ha, từ bủ cũng chết này ha, nói chung là cái từ nào nó cũng ra một cái nghĩa mà nó đen 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 đen. Bây giờ mình không nói về cái tên của bạn kia nữa anh em à, nói riết mình xin hổ thẹn luôn đó anh em. Bây giờ thì mình kiếm cái thằng đen thủi đen thui đi ha. Đen thủi đen thui thường thường mấy anh em dụ cốc lắc là ở đây ha. Đó, đây sẽ có một cái cốc lắc để dụ nó, mình xuống xem coi này này có ăn cơm không. Quay qua đây nè. À, thằng này cũng được ăn chút cháo đó anh em. Quýnh cũng phê đấy. Đập đi. Đá dài đá, quất dài đấm đi. Hiện tại thì mình không biết á, là anh em bao nhiêu điểm defend anh em ăn trái này ha. Thì hiện tại là mình có khoảng đâu 505 điểm nè anh em. Nên là nó quýnh mới khó thấm thì như vậy ha. Nếu mà anh em nào mà ít điểm defend đó thì anh em phải luyện cái điểm Devil Root này lên cao cao một tí là điểm ác quỷ đó anh em. Anh em luyện khoảng 300 400 là anh em qua cân thằng này dư sức qua cầu luôn. Khỏi cần điểm defense cao nữa. Tại vì cái trái này á thuộc dạng là trâu bò nhất game rồi, thuộc dạng là cái trái tăng đam ngẫu nhiên nhất game rồi. Còn trái nào hơn vậy nữa? Chỉ có một cái là có chiêu duy nhất thôi anh em à. Nó cho con này quýnh thoải mái luôn nè, bây giờ tới mình đá nè. Nè mình đá bây giờ mới thấm thìa nè. Nè cương không? Cương với bác sĩ Cường hả mày? Cương cương tay đâu với mình anh em? Mày cương, cương rột tùng liền cương hả? Này thì cương chống cự với súng đạn đi. Có anh YouTuber trời ơi, chứ mình đây YouTube chứ còn gì nữa. Nhưng mà mình cũng được lọt vào dạng là YouTuber, tại vì mình tạo ra một channel mà được rất nhiều anh em ủng hộ. Hiện tại là channel mình bao nhiêu sub rồi ta? À, được 15k rồi anh em à. Cái đó là những tình cảm của các anh em đã dành cho channel của mình từ một sub luôn anh em. Không mua sub, không mua view gì hết ha. Không có làm gì hết, tất cả anh em đã ủng hộ mình thì mình mới có được như ngày hôm nay. Chứ không có anh em bây giờ là Trendly Gamer search cái tên ra một sub
Có khi là không sub luôn anh em, không view luôn, không chừng nữa. Thì mình khuyên anh em á, nếu mà anh em nào mà là YouTuber á, hiện tại là muốn làm YouTube như mình á, thì anh em cứ làm một cái nội dung đăng tải lên YouTube, người ta thích cái nội dung đó người ta sẽ coi. Chứ anh em mà đừng có hỏi là sub, sub chéo không anh em, rồi mình sub bạn, bạn sub mình đó. Thì mình lấy ví dụ đi, bạn này sub bạn kia sub bạn này, sau đó là bạn này không qua xem video của bạn kia, bạn kia cũng không qua xem video của bạn này. Vậy thì sub đó làm gì anh em? Sub nó không làm gì hết à, coi như là nó chỉ tăng cái sub cho anh em lên thôi, nhưng mà nó không tương tác kênh. Thì cũng như vậy anh em à, anh em đây làm YouTube là muốn một cái duy nhất là tương tác kênh. Video anh em đăng lên phải có người xem, chứ không phải là anh em 100k sub, 200k sub mà video anh em đăng lên 1-2 ngàn người xem. Đó mới chính là cái sub thật của anh em đó. Chẳng hạn anh em 100k sub mà anh em đăng video lên 1-2 ngàn người xem, chẳng hạn như 2 ngàn người xem, vậy là 100k có khoảng đâu là 98k là sub ảo. Là coi như là cái sub đó là đăng ký không xem video của anh em, là coi như đăng ký cho có thôi. Anh em đây làm cần là sub thật, tương tác thật. Chẳng hạn như là mình 15k sub thì anh em tương tác là khoảng đâu 12-13k lượt xem đó. Như vậy nó mới đúng là cái sub thật ha. Còn cái sub ảo thì mình đã giải thích cho anh em rõ ràng rồi. Thì mình mong là những anh em nào mà xem được cái video này á, làm YouTube giống mình, thì anh em suy nghĩ lại đi, đừng có đụng chạm đến những cái sub ảo đó. Đừng có kêu là bạn sub mình sub bạn, như vậy là không được nha anh em. Rồi ha, thì mình nghĩ là video ngày hôm nay thì đối với trái này thì không test gì nhiều anh em à. Trái này chỉ đứng cho chúng đánh thôi anh em, đứng chịu đòn với xem thử coi cái lượng đam của nó cho mình là bao nhiêu ha. Nó giờ đá hết, đá cạn trào ráo máng luôn rồi, cuối cùng là mình cũng đi đời nhà ma luôn anh em à. Rồi ok, cũng cảm ơn anh em đã bỏ không ít thời gian ra để theo dõi hết video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của tựa game Tip One Big. Cảm ơn anh em đã bỏ không ít thời gian ra để theo dõi hết video này của mình. Xin chào nha, bye bye, see you again.